chung là mình sẽ chơi lại ngày hôm nay nha. Bà mẹ nó. Còn số táo này mình chắc sẽ mình nuốt hết ha. Tiếp bây giờ mình tương tác ông Lao Công với ông độc lục đầu mình. Tương tác với ông bà này thì không muốn được. Mỗi lần mình tiêu hao táo mình sẽ được một đồng. Đó. Có nghĩa là mình hết táo là mình sẽ hết một căn phòng nào đó. Ví dụ như là cái khúc này là cái khúc ở ngoài sân trường. Hết số táo là coi như là không tương tác được nữa và vào lớp. Khi mà mình trong lớp cũng vậy luôn. Hết số táo là coi như là hết hết tiết học, mọi người hiểu không? Cái thời gian trong game này giống như là cái quả táo dưới góc phải nè. Đơn vị tính thời gian trong game này nó hơi lạ một tí. Có nghĩa là nếu mình cứ chạy vòng vòng trong đây là không bao giờ hết thời gian, mình phải tiêu hao hết số táo hoặc là số táo có khi không đủ để mình xài luôn á. Đi kết bạn với ai ta, thằng này chắc là lấy là thằng nút ghét đi. Ok. Nút ghét không muốn ở cạnh cậu trong thời gian sáng. Nút ghét bận lắm, bận gì cơ? Cậu làm việc gì? Cái nghe nhiệm vụ trong cái phòng phòng này, mình bây giờ mình phải kết bạn với những đứa chung xung quanh này. Bất là cái thằng thằng khốn nạn mình hơi không kết bạn được với nó rồi. Cậu đang cần cái lúp. Ok, mình sẽ lấy một cái lúp. Đây đây đây, cái lúp đây đây, hay hay rồi. Ê. À, đây là đồ của người khác. À, có nghĩa là mình phải làm cách nào để mà để cho bà cô ra ngoài mà nó trộm được cái lúp mình đã đưa cho thằng nít ghét. Hình như tí phải giết bà giáo. Không, game này gặp cái chuyện đó. Vậy là kiểu như tương tác chơi vui vui thôi chứ. Lớp sao lại giết nhau? Không nha. Cô giáo sao lại giết mình mà mình là sao giết cô giáo? Không 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 nha. Tôi nghĩ là trong game nó sẽ cho mình kiểu như tùy biến ending á. À, bên cạnh đó Monty định kết đôi với tớ bằng một cái yo-yo siêu xịn. Ok. À, có nghĩa là mình sẽ lại thằng Monty mình mua cái yo-yo, đúng không? Mình phải khoe của thằng này nó bảo là ok, mình sẽ lại mua yo-yo nhé. Muốn làm bạn buổi sáng của tớ à. Tớ không thời gian và hứa ngớ ngẩn đó đâu. Ok, có nghĩa là cái thằng Monty mọi người cứ hiểu đó giống như là chỉ là một thằng NPC bán đồ thôi. Mà đa phần là đồ nhiệm vụ sẽ mua từ thằng này nhé. Đây mình sẽ một cái yo-yo, bao nhiêu tiền vậy? Yo-yo. Chẳng biết chúng thế nào nhưng re gom thích chúng. Cậu hãy lấy chúng với giá 1 đô. Giờ sẽ mình mua yo-yo giá 1 đô nhé. Ok. Đây, lại đưa thằng khốn nạn này. Ra gom. Khoai của. Cậu hãy lấy nó nếu cậu làm bạn tớ. Này gay dữ nhỉ. Gì nữa? Giờ giả quá vậy. Gã ta trộm cây bút laser của tớ sáng nay. Gã còn nói rằng nó quá sáng và chói. À, lấy lại cái bút laser. Khi cậu sẵn sàng, tớ sẽ đưa cậu vé ra hành lang. Cậu có thể dùng nó để qua mặt gã quản lý hành lang. Sau đó hãy vào phòng thay đồ của gã lao công. Ok. Làm tới. Sẽ nằm ở đâu đó trong cái hộp. Ok. Đừng nói chuyện với ai trên đường ra ngoài. Khiến bà ta phân tâm đi. Dạ, đi 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 đi. Đấy, hay là mình lấy cái lúp đi. Lỡ chọn cái lúp rồi. Chết mẹ, fail cái nhiệm vụ rồi. Sao mày? Cậu là hỏng việc rồi. Trả tấm vé lại. Địt. Lấy lại tấm vé của tôi rồi. Không, vậy thôi mình sẽ lại làm quen với thằng nít ghét. Mình lấy được cái kính lúp của Lily rồi. Cậu tìm thấy vật phẩm nước ghét cần chưa? Đây. À, mình sẽ được một tấm vé Montemon. Vậy là bạn chưa? Xin lỗi được chưa? Hôm nay cậu đã phí phạm thời gian của tớ đủ rồi. Cút. Đợt. Nhiệm vụ của mình bây giờ là phải kết bạn với một người trong căn phòng. Còn thằng Zegom này thì nó không làm bạn của mình rồi. Tiếp tục nào, đứa khác. Rồi xong rồi. Gặp nhấm nỗi đau rồi. Cindy thì nhỏ này thì bị khùng. Thằng Monty thì bán hàng. Thấy bà rồi. Không ai kết bạn với tôi rồi. Thằng mập này sao? Vậy tính ra trong cái phòng này chỉ có thằng Zegom là nó muốn làm bạn của mình thôi. Mà fail nhiệm vụ bà đó rồi.
Rồi sao đây, bạn đâu? Đi tìm bạn buổi sáng đi, không em sẽ thành kẻ thất bại bị một ruồng bỏ. Đợt, mấy ổn rồi. Bạn tôi đâu? Thôi chắc chịu thua thôi, chứ giờ sao vậy? Cắn hai quả táo là hết game thôi. Chuông báo dặn chưa rồi đấy, hãy xuống nhà ăn để ăn một bữa dinh dưỡng. Ủa, vậy là mình không cần kết bạn cũng được à? Ok. What the fuck? Cái gì đây? Ôi, chấm hỏi. Giáo viên trong đây có bà nào bình thường không vậy? Hello? Bà tên gì ta? À, ăn cháo à. Trong đó có gì vậy? Đó là công thức gia đình, có nhiều loại thảo mộc gia vị muối và khoảng 89% nguyên liệu bí mật. 89% là nhiều lắm á. Lần trước khi ăn mình phải hỏi nha. À ok. Còn thứ gì nữa không? Hành chocolate nhưng nó đắt lắm. Cái gì? Kiểu như nó để cái hành là 10 đô nên nó, kiểu như nó để 10 đô là chắc chắn là mình không thể mua được rồi. Tại sao nó đắt thế? Chứ tiền đâu mua. Với lò công này sao? Viên bánh quy à? Viên bánh quy. Công thức đặc biệt của tao, nó hiện sao sự cố đặc biệt gần đây. Sự cố gì cơ? Con chó con bé ấy. Ôi rồi, không lẽ nó lấy cái con chó đó, nó làm thịt nên nó bán trời. Thứ bé nhỏ ấy đã cắn tao và bỏ trốn. Có nghĩa là con chó của một đứa đám trong đây nè, một trong những đứa học sinh này nè, gọi là chọc cái con ông lao công, mà ông lao công mừng mừng con chó rồi, làm 7 món rồi. Đó, thằng này giống như nó khùng khùng sao ta? Cái tên của nó là không bình thường rồi. Còn khùng này thì nó cứ gì? À, đi mà ngồi với Lily xấu xí đằng kia. À, có nghĩa là Lily và con nhỏ Lily và Cindy thì nó rất là ghét nhau. À, ê, giúp tớ việc này nhé. À, cái nhiệm vụ mới đây, 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 đây. Đưa, nếu tớ đưa cậu miếng kẹo gum này, cậu sẽ đặt nó lên tóc con bé chứ? Thêm điểm cộng nếu cậu có thể làm thế và trở lại với tớ trước khi buổi trưa kết thúc. Làm chứ? Làm chứ? Sao không làm? Nó đâu vậy? Thấy mẹ rồi. Rồi phải ra ngoài. Cháu không phải rời đi, chỉ sáu con nhỏ kia rời đi. Chỉ sao con nhỏ kia được ra ngoài? Cậu chẳng còn ngầu tí nào. Đợt, nó vẫn ghét mình mọi người à. Thằng dây gôm nè. Chắc ăn thôi ha. Vâng ạ. À, đi. Có cách nào ra ngoài không ta? Tương tác mấy đồ vật này rồi. Gì? Có vụ. Rồi. Thấy mẹ khác đâu. Sao ở ngoài ta? Nói chuyện qua tiếp coi. Nếu mình lấy cháo mình lại thì mình sẽ lại tốn thêm bộ táo nữa. Cháo vào phòng tắm được không? Hợp lý, hợp lý nè. Ta không được phép để bất kỳ đứa nhóc nào ra ngoài hành lang. À, có nghĩa là mình phải làm vài chuyện cho bà này thì bà sẽ cho mình ra ngoài. Ta để cái nước mình đâu rồi nhỉ? Còn thứ gì nữa không? À, cô bé nhỏ nhắn đã trả tiền ta để cho con xài đi hả? À, xài tiền đúng không? Ok, mang theo tiền á. À, ok, để ở ngoài thôi. Cái game này nó phải từng đồng từng cắt nhé. Mày hả mày? Bí tiền nhóc. Mày. Mày, cậu đến theo tớ đến đây chỉ đặt kẹo gum lên tóc của tớ thôi à. Rồi, lại lụm tiền thôi. Thì đây, mình nhìn thấy thứ gì đó sau lỗ hổng không chó. À, có thể là một cái tấm cạc monster gây á. Mình cần thứ gì đó để vặn nắp thông gió. À, vậy tôi sẽ mua cái tô vít từ cái hàng Monty nhé. À, mất dạy rồi đó, mình biết trước, mình biết rồi. Rồi, còn lại chạy em vụ thôi. Đợt chỉ là nhận được một tấm thẻ Monster thôi à. Và ngày mai đừng gọi ngại nói chuyện với tớ trước khi bắt đầu lớp học nhé. À, có nghĩa là ngày mai là mình sẽ kết bạn được nhỏ Cindy. Ok. À, cái đơn vị thời gian trong game này tính bằng số táo mọi người đó. Mọi người thấy năm quả táo đúng không, có nghĩa là mình sẽ năm hành động quan trọng rồi đó. Hết số táo đồng nghĩa là hết giờ. Cái đây
cái hố gì đây? Hello, nhìn đi, đây là hang nước kít. Nó nắm giữ bí mật gì à? Nào, what? Thực sự cái thằng mà tạo game này nó có bị có bình thường không? Thật sự tôi hỏi thiệt á. Nhìn con bé kìa trông nó đau khổ ghê. À, nhỏ xinh đi đây. Mọi người thấy cái trên tóc nó đang dính cái cục màu hồng hồng không? Đó là cục gum á. Giờ nhỏ đang hơi đang gọi là hơi bị khóc nữa. Thử giờ nói chuyện một cái dòng khác coi. Giải quyết gì cơ? Đó là câu đố của những sinh vật ngu ngốc đằng kia. Nếu cậu lắc chúng theo thứ tự, điều gì đó sẽ xảy ra. Hai lần với con vịt xa nhất phía nam, hai lần với màu lam trước khi màu đỏ, sau đó quay lại con vịt đầu tiên rồi màu cái gì đầu tiên nè, con vịt xa nhất phía nam là con vàng đúng không, hai lần với con màu lam, ừ, trước sau đến màu đỏ nghĩa là vàng vàng xanh xanh đỏ, vàng vàng xanh xanh đỏ, sau đó quay lại con vịt đầu tiên rồi màu lam, có nghĩa là vàng vàng xanh xanh đỏ vàng lam, vàng vàng xanh xanh đỏ vàng xanh, ok, vàng nè, vàng nè, xanh nè, xanh nè, đỏ nè, vàng nè, xanh nè, à khá là dễ, chỉ cần quan trọng là việc khóa mọi người, chỉ cần việc khóa là mình sẽ rất là dễ thôi. Ok, hôm nay tôi được 3 tấm thẻ Monster Gay mà chả biết cái tấm thẻ đó có tác dụng gì luôn á. Tôi không biết tại sao nhưng tôi biết là do ông ta. À, có nghĩa là nó đang nhìn ông hiệu trưởng nè, có nghĩa là ông nó nghĩ là ông hiệu trưởng bắt cóc em nó. Ok, thì ăn táo nhé. Màn kể chuyện đồ vật. Ok. Kể chuyện đồ vật. Em mang gì theo thế? Đưa ra cái nào ta, đưa hẻm mình tờ gây ra là không được rồi, lỡ nó lấy của mình luôn sao, mình sẽ đưa viên cà viên rồi nhé. Tôi đưa gà viên rồi nhé. Đó là miếng gà viên sao? Ừ, thì giờ có cái này, đưa cái này chứ sao. Đó là miếng gà viên của nước ghép, có nghĩa đây là bạn của nước ghép. Ừ. Đúng rồi, we are friends. Tôi cảm giác là thằng nó ghét, nó bị cô lập trong cái đám này sao á, hơi bị cô lập. À, kể xong rồi. Rồi, xong, đi học về là đi học về. Như cái lớp học này có nhiêu đại người hả?